Khéo hả? Bước 2, ánh xạ. Bước 3, viết code. Thì qua X code 6 cũng y chang vậy luôn. Tôi mới vừa kéo thả xong. Bây giờ bước số 2, bước còn lại là tôi ánh xạ. Ánh xạ. Tách đôi màn hình ra. Thì bạn nhìn ngay cái file này file chấm sweep, chứ không phải là chấm hắc như ngày xưa nữa. Ngày xưa là chấm hắc ở đây á. Bây giờ chấm sweep. Nó để sẵn rồi những cái hàm. Mà thấy lạ à, cái hàm mà view this lốn đó, ngày xưa là nằm bên file chấm gì? Chấm M. Còn bây giờ nằm gọn trong cái hàm sweep luôn. HM nó gom lại mà outlet tôi thả gì trên này nè, thuộc tính nằm trên đây. Nếu bạn nhìn kỹ đây là một cái lớp, còn đây là những cái hành động mà lớp phải làm được, còn những cái thuộc tính của lớp nó chính là những outlet tôi sắp sửa phát sinh ra. Thì cái bước ánh xạ cũng là nắng như vậy. Ví dụ thằng này nè, đè bình trôn ha, kéo qua nằm ngay khu vực này nha, buông chuột ra outlet. Thì tôi đặt tên cho thằng này á là TST 1. Rồi tương tự thằng này nè, BC2. Cái label BC3, xin lỗi LBL đi, LBL1. Ở đây có bạn nào đã làm việc quen với WinForm mà chưa từng học iOS hoặc trên iPhone không? Có ai ai đó giờ chỉ học bên WinForm thôi, chưa bao giờ học iOS hết, có em không? Rồi cho em biết luôn nè, thường bên WinForm á, khi mà kéo qua thì để viết code thằng này mình phải đặt cho nó cái gì để mà code mình gọi nó ra. Ví dụ thằng này chấm text bằng ABC đi, thì cái thằng này là gì? Cái này chỉ là nhìn nhìn thấy nó là text field thôi, nhưng mà lúc code để gọi này ra thì mình phải đặt cho nó một cái gì, là tên, ID đúng không? Bên đây thật ra cái bước mà tôi mới vừa làm á, đang đặt ID cho nó. Ví dụ tôi đặt cho thằng này nó có tên là T1, thằng này là T2, thằng này là T1. Đấy chi? Lúc mà nhấp chuột cho thằng này nè, gỡ hai này ra thì dùng T1, T2 gỡ. Tính toán xong rồi thả vô đây thì thằng này là L gì đó. Thì thật ra cái bước ánh xạ là mình đang đặt ID nó. Bên WinForm là đặt ID á, còn mình là phải kéo thả qua. Đó. Rồi bây giờ hàm ghép chuỗi đi, ghép chuỗi là cái mới nhất, là tổng thì cũng như bên kia. Bây giờ ghép chuỗi nè, bây giờ ánh xạ nó ghép chuỗi nha, kéo thả nó qua. Lần này là một action chứ không outlet nữa, tại vì nhấp chuột cho nó sẽ gọi cái hành động gì mà ghép chuỗi. Ghép chuỗi rồi, giờ viết code này ghép chuỗi nè, ánh xạ tổng luôn nha, action luôn, tính tổng. Rồi bây giờ ta quay làm render viết code cho nó dễ nè, chọn vô này chấm switch bắt đầu khai báo nè. Bây giờ hàm ghép chuỗi của tôi nè, ghép chuỗi rồi bắt đầu mới này nha. Tạo biến, tôi tạo một biến là chuỗi ba S1 hai chấm string. Đây là cách tôi tạo cái biến. Và ngôn ngữ nào mà khá biến hay có chữ ba đằng trước vậy? JavaScript, Java. Và thằng này nó ná như Java này, cũng có từ ba đằng trước. JavaScript. Cuối hàng chấm phẩy cũng được, mà không chấm phẩy cũng được. Mà thường những người làm biến biết vậy là không có chấm phẩy hết. Và string xong. Bằng TST chính là cái tên mà tag field nãy mình ám xạ đó, chấm text. Tôi có quen tay tôi chấm phẩy cả nha, không cảm quen tay rồi. Rồi và S2 hai chấm string TST2 chấm text xong. Rồi bây giờ tôi tạo một cái kết quả nè, và S3 S3 là string luôn, S3 sẽ bằng S1 cộng với là S2. Và đây là điều không thể nào làm được ở bên Objective-C. Tôi để lỗi liền luôn. Chuỗi không có cộng gì được, cộng với dành cho số thôi. Giờ khác, bây giờ nó cho mình cộng chuỗi thoải mái. Đó S1 cộng S2. Rồi bây giờ nó có string rồi, S3 tôi đổ vô cái label nha, label chấm text bằng S3. Mà có cái này lạ với bạn này, nhiều bạn hay gặp trường hợp này nè. Thí dụ ngay chỗ này đi, tôi lỡ viết chính vô nè,
cái này nó làm tôi mất khoảng tiếng đồng hồ không chạy, khó chịu không? Nghĩa là sau dấu bằng á, dấu bằng phải đứng cách ra vậy á, sát dấu bằng ở lỗi một tiếng đồng hồ của tôi đó. Đó, khi đụng ra đây mình thấy nhiều cái khó chịu lắm, nã lỗi nè. Nếu bằng như reserve rồi, nếu bằng lấy xài rồi lấy sơ xài nữa đây vậy nó mới chịu. Rồi xong run chạy thử bằng coi ha. Tôi đang chạy trên iPhone 5 sờ nha. À, lần đầu nó build thì sẽ hơi lâu một tí, nhưng mà bạn nhìn thấy đây là cách nó quản trị mình mới outlet trên này, function ở dưới, và hoàn toàn không có chuyện mà chuyển qua H qua M, H qua H qua H M như ngày xưa nữa, gom thành file hết rồi. Đó, đặc điểm là vậy đó, ngay nó bật lên rồi. Lần đầu thì hơi lo một tí. Cái máy nào mà muốn lập trình cho tốt á, RAM tối thiểu phải là 4GB, chạy tốt là 8GB, còn ngon nữa thì 16GB. Ai muốn mà run ra liền nó để 16GB. Làm lần đầu thì nó lâu ha, lần đầu nó chậm. Rồi, test thử nha. Đây, ví dụ như là tôi gõ số 8, số 7, hồi nãy là cái chuỗi phải không? Đó. Vậy chứng tỏ là dấu cộng chạy ngon lành. Và đây là điều không thể làm được với OpenTC. Hiểu ha? Nó càng ngày càng dễ chịu là như vậy. Còn về tính tổng thì lấy hai này cộng lại thả vô đây. Đó, bây giờ tôi làm tính tổng nha. Vậy suy ra một điều là muốn tính được thì cái hàm này nó phải là một số. Mà cái hàm chấm tích là trả về chuỗi rồi. Nó trả về chuỗi rồi. À, stop này mới được. Rồi, bây giờ tôi ép về số nhìn qua kia kìa. Chuỗi về số là dùng hàm chấm to int. Rồi, bây giờ tôi quay lại cái bài script của mình ha. Đây. Hàm tính tổng nè. In n1. N1 cũng được, phải báo là gì? 3N1 2 chấm in. Dạ, mấy chịu. Rồi, tôi khảo biến TST1 chấm text. Nó trả được cái string nha, mà thấy cái string bên trái kìa. Cái string chấm, mình ép về cái số, nó trả về cái in ha. Nhưng mà tí nữa chạy thử thôi ha. Tí chạy thử là sao, nó vẫn còn báo lỗi nè. À, thì đơn giản là vì cái con số này á, nếu mà chấm tách thôi thì cũng sao, nhưng mà do nó qua một cái hàm nó trả về, thành ra là phải làm trị hết. Ok, hơi lạ tí thôi, lần đầu gì do hơi lạ tí rồi không sao ha. Nó, nếu mà thằng này lấy chấm tách ra thì khỏi chấm thầy, nhưng mà do nó mình gọi từ cái hàm khác, cái hàm nó trả về kết quả cho thằng này thì phải làm trị chấm thầy một cái. Và n2 hai chấm int, biết trước này chấm 2 đi. Rồi TST2 chấm text. Rồi join. Xong. Rồi và N3 2 chấm int bằng N1 cộng N2. Tôi có như số 3. Bây giờ tôi đổ vô cái label để tính nè. Là chấm text. Không biết N3 nó chịu không ta? Chịu không? Chịu. Chịu chắc à? Thả lỗi này đi à? In không có quăng như đây được. Như vậy ép thằng này về để swing. Đó, ép về chuỗi. Ok, được đi. Nè. Cái này là số, ép về chuỗi để thả vô đây. Rồi, lên thử.
1 cộng 22 ghép chuỗi thì ra vậy, tính tổng bằng bằng. Rồi thì ngay cái video đầu tiên bạn thấy cái chuyện mà chuyển qua chuyển lại chuỗi thì nó cũng dễ hơn ngày xưa. Ngày xưa từ một con số mà cái hàng này nè, từ con số mà muốn ra cái chuỗi á đâu có xài được cái hàng. Thế gọi là MS string, cắt ra string with format, truyền tham số phần trăm y, rồi phẩy con số đó nó ra được cho bạn cái chuỗi. Còn bây giờ khác rồi, ép chuỗi với tên string số. Đó, thành ra nó dễ hơn là như vậy. Bạn nào lỡ quen cái cũ rồi thì bạn hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua đi, coi như mình chưa học gì Objective-C, cứ học cái mới đi, chắc chắn luôn Objective-C từ từ sẽ bị loại bỏ, không còn tồn tại nữa. Do đó bạn nào có lỡ học cũng đừng có tiếc, đừng ngủ đi, cái mới sướng hơn nhiều ha. Rồi đó thì để cho bạn thấy được rồi. Rồi đây tôi vừa build xong một cái app đơn giản nhỏ nhỏ. Vậy khi bạn nhìn sơ qua hình dung đơn giản là một cái app gồm 3 bước, bước số 1 kéo thảo qua, bước số 2 ánh xạ nữa, bước số 3 là viết code. Bất kỳ cái app nào cho dù làm game hay là cái gì đi nữa cũng đi qua 3 bước này: kéo thả, ánh xạ, viết code. Quan trọng là cái phần mà ánh xạ đó, cái nào mà hiển thị dữ liệu, nghĩa là để nhập liệu nè, để hiện chữ nè, nó là những outlet. Cái nào mà rõ ràng bạn dùng ngón tay bạn có chọc cho nó một cái, nó là cái gì? Action. Có ai lần đầu tiên học iOS hôm nay không? Dễ hay khó em? Dễ không? Nó lần đầu tiên học ai thấy dễ đâu vậy mà. Nhiều bạn nói là Android mới dễ, iOS khó lắm. Thật ra cái cách tiếp cận bạn chưa có đúng. Bạn có nhìn vào cái tutorial của anh Mac, nó đưa xuống và thòn vậy nè, không có một cái tấm hình nào hết, toàn chữ không thôi. Khó phải rồi, tôi nhìn tôi làm sao mà. Nhưng mà khi mà bạn làm qua nhiều á, bạn thấy nó rất dễ, nó tóm gọn lại chỉ có như đây. Học iOS là gì? Trong đây nó còn nhiều khác nữa, thí dụ ngoài hai cái này là text field, text tên, label, nó còn nhiều khác nữa. Thí dụ kéo qua kéo lại là những cái slider, on off là những cái switch, trượt lên trượt xuống, chọn danh sách là quick view, hiện ra thông báo là alert view, danh sách hiển thị giống như trên bài gọi là table view. Học học coi cái thằng này xài sao. Nên là thí dụ thằng này chấm text, nhưng mà alert view thì là phải dùng hàm khác để bắt cái gì nó nhập cái alert view ra. Học iOS học cái đó, còn cái quy trình làm chỉ như đây thôi. Tôi biết có những bạn CV học rất là nhanh, tôi diễn đạt như đây thôi. Cái tự bằng về bạn chạy lên Apple hay lên mấy forum mấy bài của tôi á, lấy về ngồi làm lại, tại vì bạn biết trước sau gì cũng như đây à. Cái quan trọng là mình coi cái cách nó code nó là sao, đặc điểm thằng này xài là sao, biết tụi bây giờ xài thế nào, cứ vậy lấy ra xài. Học lập trình bây giờ không có như ngày xưa nữa. Ngày xưa lúc mà iPhone 2 mới ra đó, ngồi code thì chỉ có khóc thôi, sai không ai sửa đó, Apple cái mail lại để sau. Build một cái app xin cái account nó mất gần 5 tháng trời, đẩy cái app lên mất 3 tháng chưa xong. Lỗi nhỏ nhỏ thôi nha, nghĩa là cái khai báo yếu mà không xài, nó reject luôn, hỏi sao mày Việt Nam. Ngày xưa mình bị kỳ thị vậy, lúc iPhone mới ra đó. Từ từ sau này bên kia mới nhìn thấy thị trường Việt Nam lớn quá, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua cái iPhone gấp 3 lần cái iPhone nó ra bên Mac. Trời ơi, sướng quá. Bắt đầu đào đầu tư thị trường Việt Nam mình. Mà công nhận Việt Nam mình sang thiệt, Hà Nội có cái 50 triệu rồi đó. Hà Nội bán như là như 50 triệu ấy đúng rồi, cái 128 ghi đó. Không lẽ bỏ 50 triệu mua cái máy mà giờ cái app nào có $2 người ta không chịu, đúng không? Cái app đó nó sẽ thích đẹp phù hợp với mình, người ta dư sức để xài, bỏ tiền ra. Nếu mà tôi thấy nhiều bạn nói là học Android rất nhiều quái đó vân vân, tôi không tính. Nhưng mà rõ ràng á, nếu mà xét về số lượng người dùng iPhone so với Android, nó bằng có 1/3 thôi, một nửa thôi, ít rất là ít. Nhưng mà cái lượng mà sẵn sàng bỏ tiền ra để mà trả tiền app á, iPhone mình nhiều hơn. Android nó số lượng nó nhiều là tại vì một cái máy tính chừng 800 ngàn thôi là có cái máy cho Android rồi. Rồi chưa kể những cái APK nó share ra rồi nó cài rắc vân vân, rất là nhiều thứ. Tại là thật ra số lượng nó nhiều, nhưng mà cái chất để mà trả tiền ra không bằng bên iPhone mình. Đã nói gì nói thì cuối cùng quay vào kinh doanh, học để làm app lên chi,
để kiếm tiền. Thì quay lại cuối cùng làm sao tiền nó cao? Làm được cuối cùng đúng không? Tống tiền học iPhone 4 triệu khóa cũng phải lấy lại chứ. Bỏ 4 triệu đó là sao? Đúng không? Học 4 triệu nè, bỏ 99 đô 2 triệu nữa mua cái hàng cao là hết 6 triệu rồi. Phải lấy lại chứ, ai đâu bỏ không 6 triệu vậy. Đúng không? Rồi, đó. Thì bạn thấy quy trình thiết kế một app là như vậy. Rất đơn giản, chỉ đi qua các bước kéo thả, thánh xạ, viết code xong. Còn lại là tham khảo. Cái hàng này bạn đừng lo. Tại vì Apple đang phát triển cái thư viện thôi, chứ không phải là không có. Hiện tại Apple nó chỉ có đúng một cái bản hướng dẫn là cái file mà 600 trang. Trong đó nó giữ dưỡng hàm. Hàm này viết làm sao, khao bố đối tượng thế nào, tạo structure thế nào, vân vân, thừa hưởng implement ra sao. Chứ nó chưa có bất kỳ một cái tài liệu nào hướng dẫn à. Thí dụ như cái table view cấu hình sao, tí tôi làm thử bạn cho mình xem cái table view nó chạy thế nào. Chưa có một cái tài liệu nào hướng dẫn cho bạn table view viết trên Swift ra sao mà nó khác hoàn toàn so với bản Objective-C. Chỉ có mò Lynda, Package, Bob, Oppress vân vân, chưa có bao giờ ra cái tài liệu. Bên thằng Oppress nó có một cuốn sách là hướng dẫn Swift học iOS, nhưng mà nó chỉ mới ra cái menu thôi. Cuối tháng 10 nó mới ra cái file đó hoàn chỉnh. Bạn nào có mua cuốn đó thì nó chỉ cho bạn mua có một vài chương thôi. Tôi mua cuốn đó mà, tôi muốn nói gì tôi coi. Ban đầu thấy trời sướng quá ta, vừa ra cái này có hướng dẫn đầy đủ luôn, 600 trang. Ai về đâu về có chương 1 chương cuối. Tức dễ sợ không? Thật ra nó không phải dụ mình, nhưng mà tôi nhìn cái ghi là beta book. Nó không dùng từ order, dùng từ là pre-order. Nghĩa là bạn mua đó, nó cho bạn đau đó. Nhưng mà nó cập nhật chương liên tục lên cho mình, cứ 3-4 ngày nó cập nhật lên chương. Nhưng mà cái chương duy nhất hiện tại là chương đầu chương cuối hết. Chương đầu là giới thiệu mình đọc ghiền lắm nha, khoái nha, chứ nào khoái lắm. Chương 2 chưa ra, chương 3 chưa có, chương cuối bạn cảm thấy thế nào về thằng này? Thật ra là tất cả những thằng này tôi tự làm lại không, chứ chưa có tài liệu nữa hết. Ít nhất khoảng tháng nữa mới có. Và khoảng tuần sau tôi ra cái cuốn hướng dẫn bạn tất cả luôn, từ table view, picture view, core data, bắt location, tài liệu hướng dẫn trên nền Swift để trên phòng máy nhất bây giờ. Thông thì SEO quốc thì tôi biết là ngoài Hà Nội có một cái anh làm iOS, một cái trường dạy iOS rất là mới. Tôi chưa biết như thế nào nhưng mà người ta cũng có giới thiệu làm về cái thằng này. Cũng có. Để cho bạn thấy là thị trường này cực kỳ mới luôn. Bạn nào mà nắm cái mới, nắm nhanh cái mới thì khả năng thành công là rất là nhiều. Bạn viết cái app chạy cho Objective-C, cái app cho Swift, khả năng cho Swift bạn thành công cao hơn. Chạy trên iOS 8, tất cả dòng máy đều phù hợp hết. Và thấy bạn đi học. Tại vì bạn ngồi bạn học 2 tháng trời, thiệt là vững năng này. Đăng cái CV lên, Master trong cái việc thiết kế app trên Swift mới nhất. Chưa có trung tâm nào dạy giảng dạy hết. Tôi làm được cái app này, quăng demo bạn lên. Sao thất nghiệp được? Do mình chủ động hay không thôi. Và đây là một trong những tôi thấy bạn nắm vững này. Tôi thấy nhiều bạn sinh viên cứ lo học C Sharp rồi học Java gì đó. Java đương nhiên là thị trường lớn tôi không nói. Mà học C Sharp gì đó vân vân, mấy cái đó bạn không kiếm tiền được đâu. Bạn ra ngoài làm công ty ASP.NET chẳng hạn, khi bạn ra công ty với ông nào thì tôi không nói. Nhưng mà ý tôi nói là tự bạn kiếm tiền từ sản phẩm mà làm ra đó. Bây giờ bạn biết một app quản trị nhà thuốc bạn bán được không? Khó lắm. Trong khi cái thằng này cũng là thị trường mình nè. Bạn nào mà ngon nữa đó, bạn biết cái app, bạn biết cái bài hướng dẫn của thằng này, bạn trình bày tiếng Anh á, bạn kiếm tiền cực kỳ cao luôn. Bạn đẩy YouTube, bạn lấy cái app về cũng ngon nữa. Chưa nói chuyện public app ra ngoài. Ở nước ngoài nó học chủ yếu là trên những kênh truyền hình. Mà đương nhiên mà diễn đạt tiếng Anh tốt, bạn bóc tiếng lên. Một ngày bạn quay chừng 3 clip. Một tháng bạn để đó, Swift nó ra, từ sau này cứ tiền cộng vô là bản mình thôi. Là mình kiếm tiền dựa trên chất xám của mình. Mà rõ ràng cái này mình tự học được mà đâu gì khó. Như tôi mới làm mà thấy đâu gì khó đâu. Đúng không? Các app khác ví dụ như Slider cũng vậy thôi. Cái điều là mình học nó hơi là lạ tí. Ví dụ như là Slider thì có thể mim cái mắt, bắt giá trị là ba luôn, giá trị trả lời kiểu tốt, muốn làm gì làm nó thì cứ vô đó hàng mình thải rồi chạy. Hàng quên thì chạy đi developer. Nói thật với bạn luôn là tôi không bao giờ tôi nhớ hết những hàng này nó có hết á. Nhiều khi pick to view tôi còn quên đó mà. Nhưng mà tôi biết nếu mà tôi làm pick to view tôi quên, tôi chạy lên developer, tôi vào thư viện tôi coi xong.
internet có mà, mạng mình có mà, cùng nó lấy điện thoại ra ngoài coi thôi, nó là sao. Nhiều khi đang dạy quên bài lấy điện thoại ra coi bình thường. Thế nhiều khi tôi đang demo trực tiếp trong lớp như này tôi quên, tôi mở Google ra tôi sạch cho bạn coi luôn. Mà tôi thấy nhiều bạn là gì là khoái. Như hồi xưa tôi dạy ở trung tâm ở ngoài á, thường những tài liệu trước á mình phải đi theo RAM, có copy paste còn qua chạy sướng không? Sướng, dạy giữa sướng á, có hết rồi. Còn tự live demo dạy mới cực nè, bạn thấy ca sĩ hát nhát sướng không? Nó sướng, nhưng mà người dưới con nó sướng. Nhưng mà hát live ca sĩ cực không? Cực chứ. Phải nhớ bài, phải nhanh nhạy trong chuyện đó, tìm kiếm coi dữ liệu sạch ở đâu ra. Nhưng mà được cái người xem, đúng là hát live thì nó không có nhanh mà không hay bằng hát hát nhép. Nhưng mà được cái hát live bạn sướng hơn. Đặc biệt sinh viên tôi rất là khoái cái sự lý lỗi. Nhiều lớp tôi dạy ha, mỗi lần mà tôi demo lỗ cái trời nó hú lên cái giống như mừng dữ lắm á, thấy tôi lỗi. Mà lý do đơn giản là vì khi tôi lỗi á, tôi ngồi tôi sửa nó làm sao, tôi mò tôi sạch làm sao. Bạn đó bạn biết cách để về nhà gặp những cái lỗ mà tôi chưa chỉ á, chưa gặp á, bạn biết cách là xử lý. Học iOS là phải học vậy, sau này bạn mới tự nghiên cứu cái mới lẻ được. Bạn học theo kiểu đó tôi dẫn theo này mà nó ra như nãy sắp sửa ra xìu béo cũng không có sợ nữa, cũng như đây nhà thôi. Nhiều khi đó còn dễ hơn này, nhưng mà chắc chắn cái mới ra luôn luôn dễ hơn. Đặc thù của thằng Apple là sống sau xô sống trước, già quá là đào thải liền. Ngay cả nhân viên nó còn vậy mà nói chi công nghệ ra ngoài, nó phải làm vậy để cạnh tranh với Samsung rồi chứ. Mà nó càng cạnh tranh thì mình càng rất sống. Ok ha. Rồi thôi bây giờ tí nữa tôi chuẩn bị demo của anh Cyberview, tôi cần chuẩn bị tí xíu. Nhờ hai bạn cho tôi 5 phút nha. Lại với lại Hùng. Hai em làm gì làm cho 5 phút. Mở cái mặt nó mới đèn.